Đây là con 1.8 thanh lý này. Hàng xịn này, soi cả bóng cho nó rõ này. Rồi, có bóng tròn. Số series đây. TB. Số series TB nhé. Nó vuông 1.8. Con này thanh lý là 1,5 triệu. Nhìn nó ra nhiều thương hơn. Trộm là dám sơn đi này.